Mới đây, Bộ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam Nguyễn Hồng Diên và ông Hiroshi Kajiyama, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản, đã chủ trì hội nghị đặc biệt giữa các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Thương mại Nhật Bản. Khai mạc hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhấn mạnh, với các mục tiêu hướng tới phục hồi nền kinh tế ổn định cũng như giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu, các quốc gia thành viên ASEAN đã xây dựng kế hoạch và từng bước thực hiện các biện pháp để phục hồi kinh tế xã hội trong dài hạn thông qua khung hợp tác phục hồi toàn diện ASEAN, ACRF. Một trong những chiến lược quan trọng của khung hợp tác này là tập trung hướng tới một tương lai bền vững và dễ phục hồi hơn. Đây cũng là một trong những ưu tiên chính để tăng cường chuyển dịch năng lượng tiến tới phát triển bền vững trong tương lai. Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã trình bày về sáng kiến mới và giới thiệu dự thảo tài liệu khái niệm các biện pháp tài chính đi kèm nhằm hỗ trợ lộ trình chuyển dịch tại ASEAN được triển khai thành công trong tương lai. Trên cơ sở này, các Bộ trưởng Năng lượng ASEAN và Bộ trưởng Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản đã thông qua tuyên bố chung với các nội dung nêu bật vai trò thiết yếu của ngành năng lượng trong việc phục hồi kinh tế sau đại dịch và tầm quan trọng đối với việc chuyển đổi sang hệ thống năng lượng sạch hơn, theo đuổi mục tiêu tăng trưởng xanh nhằm mục đích đạt được tăng trưởng kinh tế và môi trường bền vững. Đây là tài liệu cơ sở để Nhật Bản và các nước thành viên ASEAN phối hợp lập kế hoạch cụ thể, xây dựng lộ trình chuyển dịch năng lượng phù hợp với từng quốc gia thành viên và đóng góp hiệu quả nhất vào mục tiêu phát triển năng lượng chung của ASEAN.